Vâng, xin được mến chào khán giả thân thương của hệ sinh thái truyền thông thể thao Gone Play. Trước mắt chúng ta sẽ là màn gặp gỡ trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê sang 11 người năm 2024 giữa câu lạc bộ Lão Tướng Tùng Quốc Uy và câu lạc bộ Vui Vẻ FC. Trận đấu đang được ghi hình và phát sóng trực tiếp tại sân vận động Phú Hưng, thành phố Bến Tre, quê hương đồng khởi xứ Dừa. Lão tướng của anh Tùng Quốc Uy sẽ thi đấu trong trang phục áo trắng quần đen của các cầu thủ Tuyển Đức và bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái. Sắc đỏ sẽ thuộc về các cầu thủ đến từ câu lạc bộ Vui Vẻ FC. Đội bóng Vui Vẻ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải với đội hình số 2 Di Cá Mồi, số 18 Văn Toàn Pha Ke, số 9 Thành Quang, đội trưởng anh Quang Lùng, số 4 anh Lâm Vú Sữa, số 7 Tùng Heo, số 13 Thành Nhân, số 12 Linh Máy Cài, số 10 Hiếu Benzama, số 16 Mạnh Robit cùng với số 6 là Hoàng Anh. Hiệp đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Về phía các cầu thủ của Lão tướng Tùng Quốc Uy với đội hình thủ thành số 1 Ngọc Vũ Cao Phi, số 13 Trương Thu Ma, số 8 Tèo Xe Bít Huỳnh Tèo, số 6 số 9 Anh Sơ Phong Vũ, số 39 Sa Ha, số 17 Vũ Mắm Dương Lâm Vũ. Anh Vũ là người mang băng đội trưởng. Số 9 Anh Sơ là người mang đội trưởng của các cầu thủ đến từ cỏ xe tăng. Sa Ha Mỹ Lệ, Thịnh Nesta, Thịnh còn có nickname là Mỹ Lệ phiên bản Nesta. Linh Mái Cài, số 38 con ác chú bài Rô Méo, số 6 Phương Cây, Di Phương,
Hoàng Dư. Nguyễn Hoàng Dư cũng là một trong những cầu thủ đáng chú ý phía câu lạc bộ lão tướng của anh Quốc Uy. Anh Sơn. Anh Hiếu. Lâm Vũ Sữa. Hiếu Benzema. Phương Cô Tiếu. Hoàng Dư. Vẫn là đội trưởng của các cầu thủ đến từ câu lạc bộ lão tướng Tôn Quốc Uy. Phong Vũ. Phương Cô Tiếu. Hoàng Dư. Vũ Mắm. Đường chuyền hơi mạnh cho người đội trưởng đến từ câu lạc bộ phía lão tướng Tôn Quốc Uy. Anh Tôn Quốc Uy sẽ đồng hành với chúng ta ở hiệp đấu thứ hai nha các bạn. Trong hiệp 1 thì anh sẽ thi đấu. Quả đem biên cho các thủ đỏ. Linh Mãi Cài. Tomar RB. Thanh Nhân. Sa Hà là người băng vào. Tomar RB. Mạnh Ribery. Thanh Duy. Mạnh Ribery. Pha đặt lòng hơi thiếu cảm giác của anh Hoàng Anh. Nếu như đáng nóc hơn thì có thể sẽ là một cơ hội thành bàn ở cự ly rất gần trong vòng cấm địa khung thành của các cầu thủ đến từ câu lạc bộ lão tướng Tôn Quốc Uy. Xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo của hai đại bóng lão tướng Tôn Quốc Uy và câu lạc bộ Vui Vẻ đã tin tưởng và ủng hộ cho đơn vị truyền thông cũng như là chủ sân Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Tỉnh Nesta thay mặt chủ sân và ekip xin kính chúc quý lãnh đội của hai đội bóng có một tháng mới nhiều sức khỏe, công việc được thuận lợi. Bóng là về chân của cầu thủ trắng. Vũ Mắm. Anh Huy. Anh sẽ. Được trả về hai non cho Vũ Mắm. Anh sẽ là người mang băng đội trưởng của các cầu thủ đến từ lão tướng Tôn Quốc Uy ở trong lượt trận buổi chiều ngày hôm nay. Hàng phòng ngự áo trắng đã dâng lên nhanh hơn so với đà di chuyển của tiền đạo phía các cầu thủ Vui Vẻ, đó là Thanh Duy. Trương Inesta. Hoài Trương. Được chuyền một chạm của Vũ Mắm dành cho Saha, bóng đã chạm vào một chiếu áo đỏ. Hoàng Anh, câu lạc bộ lão tướng Tôn Quốc Uy sở hữu cũng khá nhiều các tiền thủ tỉnh Bến Tre. Thanh Duy, như là Trương Edesta, Huỳnh Tèo, Dương Lâm Vũ, Nguyễn Hoàng Dư, vào 1-0, bàn thắng có phần hơi bất ngờ. Đây là một trong những yếu tố giúp cho bóng đá trở thành môn thể thao vua của thế giới mấy bạn. Vui Vẻ FC tuy không tạo ra nhiều sức ép và các cơ hội hay là cú dứt điểm, tuy nhiên
sự nghiệt ngã của bóng đá. Một không cho vui vẻ. Phong Vũ, Lâm Vũ, Vũ Mắm, anh sẽ chơi Ressa, Quốc Uy, được chuyện hay quá đôi. Chứ có bàn thắng. Saha là người có cú kết thúc ban đầu. Tùng Khói Tàu, Hiếu Benzema, Phong Vũ là người thu hồi bóng trở lại. Phong Vũ là một trong những trung vệ hiếm hoi của Bến Tre thuận cả hai chân. Phượng Hữu Tiếu, Vũ Mắm đá bóng lên. Anh Văn Toàn Pha Ke là người có tình huống tranh chấp vừa rồi. Bóng đã chạm vào tay của cầu thủ đỏ. Anh sẽ Mỹ Lệ, Thành Di, Mỹ Lệ đã bị bật bóng rồi vậy. Thành Di, Hoàng Hậu, Phù Tiểu. Từ đống đổ người rất kinh nghiệm của thủ thành đến từ câu lạc bộ Lao Tương Tô Quốc Huy. Cú thua kịp thời. Trước đó là một pha đặt lòng của Thành Di sau khi cầu thủ này thoát xuống trước hàng phòng ngự của đoàn quân sắc trắng. Đá một góc. Madri Berry. Đá đâu? Cú đánh đầu không đi quá xa vị trí thủ thành Phương Hữu Tiếu. Chuyền Iniesta. Đây, anh sẽ và anh Huy di chuyển cho Khe. Thủ môn của Vui Vẻ FC đã đọc được từ đúng vừa rồi. Tùng Khói Tàu. Tenesta. Phương Hữu Tiếu. Đây là Phương Hữu Tiếu, tín hiệu đường truyền Phong Vũ ở trong trận đấu này có phần chưa thật sự ổn định, mong quý khán giả và các bạn cũng thông cảm trong ít phút vừa qua. Ngoài việc theo dõi livestream trên nền tảng Fanpage Gone Play, các anh em và quý khán giả cũng như là hai đội có thể xem full trận đấu này trên nền tảng YouTube Gone Media. Chương Enesta, anh sẽ Phong Vũ, lợi thế vẫn đang nghiêng về câu lạc bộ Vui Vẻ là một bàn. Bàn thắng này cũng có phần may mắn. Chương Iniesta. Xét về thế trận, Saha thì các cầu thủ áo trắng có phần nhỉnh hơn và chiếm thế chủ động. Hoàng Dư. Cú đá. Ông đã chạm vào cột dọc bật ra. Chưa có bàn thắng đẹp mắt cho chân sút Nguyễn Hoàng Dư, cựu tiền thủ tỉnh Bến Tre. Tùng Khói Tàu, hôm nay Hoàng Dư có một cuộc chạm trán không hề khoan nhượng với người đồng hương đến từ quê hương An Hóa của mình. Thành Nhân đẩy bóng quá dài. Nỗ lực trước đó là của anh Triệu, Thành Triệu, Vũ Mắm. Thầy Vũ muốn mở bóng sang bên lăng cánh cho Saha.
giải bóng đá gần đây nhất mà thầy đã có được vị trí vô địch, danh hiệu vô địch đó là giải bóng đá ngành ngân hàng hạng A trong màu áo của câu lạc bộ Agribank. Thành Duy, Hoàng Anh, anh Hoàng Anh là người đã có cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một này, chưa đến xa trước khi bàn thắng mà tỷ số được ghi bởi một hậu vệ Quốc Uy. Tuy nhiên cũng không thể trách được hậu vệ của các cầu thủ lão tướng trong pha lùi về vừa rồi các bạn. Một trong những điều kiện thuận lợi cho trận đấu này là nắng cũng không thật sự gay gắt. Thành Duy, so với những ngày gần đây, Duy cá mòi xoay trở. Thành Duy tiếp tục chắc bóng đến khu vực giữa sân, để bóng quá dài. Mỹ Lệ, Thành Dân, Phường Hữu Tiếu. Phường Hữu Tiếu bắt dính bóng như keo luôn các bạn ơi. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, anh Thịnh Nesta thì chuyên về bất động sản nha các bạn. Saha, Hoàng Dư, anh sẽ có những pha sẽ đắt rất là sáng, tuy nhiên các người đồng đội chưa thể hiểu ý và phối hợp với anh trong thời gian của hiệp một này. Thành Nhân, Mạnh Ribery, hai anh em ruột Nhân Mạnh đều chơi bên lăng cánh phải của câu lạc bộ vui vẻ trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Sau trận đấu này thì tất cả các anh em của hai đội bóng sẽ còn ngồi lại với nhau dùng bữa cơm thân mật. Tùng Khói Tàu, Hoàng Anh, Minh Nhuận là người đã cắt bóng. Quốc Huy, vẫn còn cú đá của Vũ Mõm, đã bóng đã chạm vào hậu vệ, quá đông các trung vệ áo đỏ trước mặt của Dư Lâm Vũ. Hoàng Dư, Hoàng Dư cũng đã có một cơ hội dứt điểm, bóng đã chạm vào cột dọc bật ra, nếu không thì tỷ số đã được sang bằng một đều. Lâm Vũ Sữa, bốn chiếu đỏ hơi vội vã trong tình huống phối hợp phản công vừa rồi. Phong Vũ, pha bỏ bóng hơi dài dành cho anh Tùng Quốc Huy. Nếu như cầu thời còn niên thiếu thì mọi chuyện có thể khác hơn các bạn. Thời gian không bỏ sót một ai, có thể chia sẻ cho các ảnh để có thể duy trì thi đấu sân 11. Mình không có nhiều cầu thủ mong như lứa tuổi các ảnh có thể đảm bảo được đâu các bạn. Hoàng Dư, đây anh sẽ chứ đẹp đi anh, không có nhiều đà cho anh sẽ. Cơ hội đã trôi qua. Thành Dân, Thành Triệu, vẫn là anh Triệu. Thành Triệu và Minh Nhuận là hai hậu vệ cánh của câu lạc bộ lão tướng Tô Quốc Huy. Đường chuyền của anh sẽ dành cho Hoàng Dư. Khám ba 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 một đều. Pha phối hợp của anh sẽ đội trưởng và Dư Lâm Vũ, Vũ Mắm mang về bàn thắng cân bằng tỷ số một đều cho câu lạc bộ lão tướng Tô Quốc Huy.
làm chủ sở, làm chủ sở. Minh Nhật, Phong Vũ. Thành Triệu, Mỹ Lệ, Vũ Mắm, Hoàng Dư, Quốc Huy, Anh Sẻ, Sa Ha, Anh Huy. Việc thủ môn băng lên đã khiến cho anh Tùng Quốc Huy chưa thể tiếp cận được đường chuyền vừa rồi, đáng tiếc. Tuy nhiên thì bàn thắng sang ba tỷ số đã được ghi bởi người đồng đội Dương Lâm Vũ trước đó không lâu. Bàn thắng này đang giúp cho thế trận đã cân bằng trở lại. Trận đấu giao hữu sân 11 người, khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê năm 2024. Hiếu Benzema, Thành Duy đã bật lên cho anh Nhượng. Mỹ Lệ, Phượng Tiếu, Sa Ha, Thành Triệu. 20 phút đầu của hiệp một đã trôi qua. Trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Lão Tướng Tô Quốc Huy và câu lạc bộ Vui Vẻ diễn ra tại sân vận động Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Trận đấu đang được phát sóng trên nền tảng fanpage Chương trình Star. Truyền thông thể thao có đem lại. Chưa thể có một tình huống phối hợp thật sự ăn ý giữa anh Sẻ và Dương Lâm Vũ khi mà hậu vệ áo đỏ đã tạo nên áp lực các bạn. Hiếu Benzema, Tùng Khói Tàu, đường chạm bóng đầy cảm giác của tiền vệ mang áo số 7. Không được. Pha căng ngang tiếp theo là quá đơn giản. Thủ thành Phương Hồ Tiếu không hề khó khăn. Đơm gọi được chuyện vừa rồi. Sa Ha, anh sẽ đây. Ôi, mong rằng anh Huy và anh sẽ cũng sẽ có được những bàn thắng dành cho mình. Hai cầu thủ đã đóng góp nhiều cho câu lạc bộ Lão Tướng Tô Quốc Huy trong thời gian vừa qua. Tùng Khói Tàu, làm chủ sở. Hiếu Benzema đã rơi vào thế việt vị. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Lão Tướng Tô Quốc Huy với sự chỉ đạo chỉ huy của trung vệ mang áo số 7 Mỹ Lệ phiên bản Thịnh Inesta đang giữ cự ly khá tốt. Hữu Bình sẽ được tăng cường. Cầu thủ mang áo số 8 phía câu lạc bộ Vui Vẻ. Hoàng Dư, anh sẽ chưa Inesta. Vâng, rất tốt mấy bạn nhận. Chưa được. Chưa Inesta. Cú đá thứ hai đến từ Dương Lâm Vũ.
Thành Nhân, Thành Duy, Hoàng Dư đã thua, bóng trở lại Lâm Vũ Quang ơi. Anh sẽ hơi tiếc cho đội trưởng của câu lạc bộ Lão Tướng Tô Quốc Huy. Thành Nhân, Phương Tiểu, tốc độ và thể lực không phải là lợi thế của câu lạc bộ Lão Tướng Tô Quốc Huy. Saha, đội bóng này phải nhắc đến sự đoàn kết, ăn ý và kinh nghiệm. Như Lâm Vũ, Vũ Mắm, tổ đấu của Lão Tướng có tuổi đời trung bình cũng dày dặn hơn nhiều so với câu lạc bộ Vui Vẻ. Khi mà thời gian thi đấu đã trôi về nửa sau, lợi thế đang có phần nghiêng về các cầu thủ sắc đỏ. Chúng ta cùng theo dõi là cơ hội của anh Tùng Quốc Uy. Nguy hiểm. Huỳnh Tao. Hoài Chương. Vũ Mắm. Anh Trương thì anh kinh doanh thực phẩm, đó là mặt hàng bún riêu ở chợ Mỹ Lòng, Vòng Trơm các bạn. Vẫn còn Minh Nhuận, Hoài Trương, anh sẽ chưa được. Trong hiệp một này thì anh sẽ rất là chịu khó làm bóng cho người đồng đội Quốc Uy ghi bàn. Tuy nhiên các đường truyền của anh sẽ là chưa đủ, chưa đúng với đà di chuyển của người đồng đội Quốc Huy. Có thể là anh sẽ cứ nhớ là người đồng đội của mình còn thời niên thiếu thôi bạn. Thanh Duy, đấu động lực, không có gì góc xúc cho Thanh Duy. Người thể xác Thanh Duy là Mỹ Lệ phiên bản Nesta Huỳnh Tao. Vũ Mắm, đây anh sẽ vẫn còn rất khỏe các bạn. Hoài Chương, Huỳnh Tao, Hoài Chương, Saha, thủ môn của Vui Vẻ đã chủ động băng lên. Từ sau băng đang làm một điều. Tùng Khói Tàu. Thành Duy, thầy giáo đã cắt còi và chỉ tay vào vòng cấm địa. Các bạn cùng theo dõi lại tình huống vừa rồi. Penalty cho câu lạc bộ Vui Vẻ. Chưa có bàn thắng. Hoàng hậu thủ thành Phương Hữu Tiếu. Anh Phương đã tỏa sáng lần tiếp theo cho câu lạc bộ Lão Tướng trong hiệp đấu thứ nhất. Không phải là đầu tiên mà Phương Hữu Tiếu đã trở thành người hùng nơi khung gỗ của đội nha.
Đường mở bóng là hơi sâu dành cho anh Saha. Sân nhà của anh Saha là sân ngã tư huyện nha mấy bạn. Hiện tại thì anh Romeo đang trong vai trò người quản lý của sân. Sau nhiều biến cố xảy ra, tụi khói tàu mong rằng sân ngã tư huyện sẽ tiếp tục hoạt động song song với cùng với sân Phú Hưng của chúng ta, các sân trên địa bàn quê hương Bến Tre. Thành Nhân, Mạnh Ribery, Tùng Khói Tàu, Linh Mái Cài, Thanh Duy, Hoàng Anh, Huỳnh Tèo đã cứu được bóng. Đây, phản công cho anh Quốc Uy. Ở bên trong là anh Sẽ và Saha đang di chuyển. Anh Sẽ. Vẫn còn. Huỳnh Tèo. Anh Tèo có thể đột phá trong tình huống vừa rồi. Hậu vệ áo đỏ đã bắt bài nên không thể phối hợp được các bạn. Rất tiếc. Nếu như là anh Hoài Chương thì mọi chuyện đã khác. Tùng Khói Tàu. Có thể là anh Tèo mới vào sân nên chưa có bắt nhịp kịp mấy bạn. Nãy giờ hiệp đấu cũng đã trôi qua hơn 50% thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Hoàng Anh. Lên máy cài. Thành Duy. Thành Nguyên. Thành Nguyên đột phá. Mỹ Lệ, Vũ Mắm. Nesta đã phản ứng kịp thời. Lâm Vũ. Các anh em nào mà có năng khiếu về thể thao hay là văn nghệ thì có thể liên hệ với anh Dương Lâm Vũ giới thiệu như các bạn. Pha mà bóng dành cho anh Sẽ. Hữu Bình là người theo sát anh Sẽ. Thanh Nguyên. Tùng Khói Tàu. Mạnh Ribery. Bảo Mạnh. Thanh Nhân. Đá phạt cho cái thỏ đỏ. Thành Duy. Đá bóng lên. Lỗi với Phong Vũ. Phong Vũ cũng chơi cho các câu lạc bộ mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre ở những giải đấu vừa qua như là câu lạc bộ Liên Phước Thành, câu lạc bộ karaoke Lan Quế Phường. Lâm Vũ. Huỳnh Tèo. Anh Triệu. Anh Triệu muốn phối hợp với Hoài Chương. Được chuyền hơi mạnh cho anh Chương Nesta. Anh Chương cũng chơi cho câu lạc bộ MSFX, những người đồng hương của Huỳnh Tèo đến từ Ba Tri. Đã đá pha đánh đầu rất quy lực của Di Cá Môi sẽ nâng tỷ số lên thành 2-1 cho câu lạc bộ vui vẻ. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 cũng còn khoảng hơn 10 phút nữa bạn. Chưa Nesta. Câu lạc bộ vui vẻ đã có được bàn thắng thứ hai. Và cho mình đây cũng là lần thứ hai trong trận đấu mà vui vẻ đã vươn lên. Quang Uy, anh Uy. Thanh Nguyên. Thanh Duy.
Hoàng Anh. Mạnh Ribery. Và các bóng của Hoàng Tèo. Hoài Chương. Anh Hoài Chương thường xuyên có những cú cứa lòng bằng chân phải rất kỹ thuật các bạn. Trong lượt trận với câu lạc bộ MSX thì anh Chương đã đưa bóng chạm vào xa ngang khung thành. Vũ Mắm, anh Vũ đã là người san bằng tỷ số 1-1 cho câu lạc bộ Lão Tướng trong hiệp 1. Tuy nhiên Thanh Duy vừa nâng tỷ số lên thành 2-1 sau pha đánh đầu. Tình huống bật từ hơi mạnh của anh Quốc Uy dành cho người đồng đội của mình Saha. Thành Nhân. Hôm nay ông trời cũng thương mấy anh em, nắng phải nói là hoàn toàn đã vơi đi rất nhiều các bạn. Thời tiết dịu mát hơn, tạo điều kiện cho các anh em có thể chơi hết sức. Linh Bái Cai. Làm chú sữa đã rơi vào thế biệt vị đá bật lên. Cách biệt chỉ là một bàn. Quốc Uy. Anh sẽ Huỳnh Tèo. Anh sẽ Hoài Chương. Saha. Minh Nhuận. Lâm Vũ. Anh sẽ muốn phối hợp với các người đồng đội đang chơi tiếng hai băng lên, tuy nhiên bóng đã chạm vào hậu vệ áo đỏ của Vui Vẻ. Đáng tiếc cho anh sẽ Lâm Vũ sửa. Ở bên trong là Thành Duy. Tùng Khói Tàu. Mạnh Ribery. Mỹ Lệ là người đã phá bóng an toàn. Vũ Mắm. Thành Nguyên. Con nãy sáng là cái rồi sao nó hơi tối quá à? Thành Nguyên. Rồi, xin cảm ơn em Tấn Đạt nha. Lên máy cài. Mạnh Ribery. Thành Duy. Đào Góc. Quốc Cường sẽ vào sân trong thời gian của hiệp đấu thứ nhất. Sau khi cầu thủ mang áo số 58 vào sân thì Minh Nhuận sẽ được đôn lên chơi bên là cánh phải hỗ trợ cho anh Sẻ. Thành Thiệu. Saha ở bên trong là anh Sẻ. Thành Thiệu. Lâm Vũ. Huỳnh Phương. Phong Vũ. Quốc Cường. Lâm Vũ. Anh sẽ đây Quốc Cường. Quốc Cường không hề rơi vào thế biệt vị. Trước đó thì Minh Nhận đã nhận thấy mình rơi vào thế biệt vị nên đã chủ động không có tham gia trong tình huống phối hợp vừa rồi. Minh Nhận hơi chạm, anh Nhận phải có một pha kết thúc một chạm ở vị trí trong vòng cấm địa vừa rồi. Tùng Khói Tàu.
Hậu vệ áo đỏ đã rất nhanh băng vào pha bóng trong chân của cầu thủ này. Mỹ Lệ Nesta. Thành Triệu. Huỳnh Tèo. Vũ Mắm. Đội hình của lão tướng chỉ mới có một sự thay đổi bên lăng cánh phải. Làm chủ sửa. Chuyền Nesta và Tùng Khói Tàu. Phòng Vũ. Minh Nhật, Quốc Cường. Trong lượt đấu thứ hai thì anh Tùng Quốc Uy sẽ đồng hành với chúng ta trên vai trò bình luận viên nha bạn. Anh Quốc Uy cũng là một trong những bình luận viên rất nổi tiếng của quê hương xứ Dừa, Bến Tre. Rất là hân hạnh cho ekip của chúng em ngày hôm nay có được sự đồng hành của anh Quốc Uy. Saha. Chuyền Nesta, Saha được chuyền một chạm rất hay. Chưa được. Minh Nhuận. Anh sẽ không có nhiều góc xúc cho anh sẽ. Thủ môn băng lên nhanh quá bạn. Lợi thế vẫn đang nghiêng về câu lạc bộ Vui Vẻ, một bàn trước đối thủ lão tướng Tô Quốc Uy. Xét về số cơ hội thì đoàn quân sắc trắng là nhỉnh hơn trong thời gian của hiệp bóng này. Vui Vẻ đánh giá rất cao về đối thủ lão tướng Tô Quốc Uy trước khi trận đấu được bắt đầu. Đoàn quân sắc đỏ chỉ chủ động chơi bên phần sân nhà của mình. Huỳnh Tèo. Anh sẽ chưa có bàn thắng. Đây đã là cơ hội thứ ba của đội trưởng đến từ câu lạc bộ Tô Quốc Uy. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá bằng chân phải của anh Sẻ. Anh Sẻ dứt điểm nhưng mà không có nhiều đà các bạn. Điều này cũng khiến cho các cú đá của anh Sẻ đội trưởng là chưa đủ uy lực dành cho thủ môn của câu lạc bộ Vui Vẻ. Đây anh Quang. Chủ tịch câu lạc bộ Vui Vẻ đã được tung vào sân. Quốc Cường làm chủ sở. Được mở bóng rất hay. Tuy nhiên thì cú đá của anh Hiếu và đó cũng là tình huống cuối cùng của đấu thứ nhất, chúng ta cùng gọi là nhà vào vai.